Đại Minh Huyết Án tập 146 Lúc bây giờ, Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, xem ra tà xe âm với Liễu Nhi đã nhìn thấy Phi Yến rồi. Cả tà xe âm và Liễu Nhi đều không tự nói. Như vậy thì hẳn cũng không phải bệnh nặng gì. Tính dưỡng một thời gian là ổn thôi. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, không cần đâu, sai bọn nhà hoàn đến là được. Nàng xem, nàng đã làm hư hết đám nhà hoàn kia rồi. Thậm chí đến tóc của nàng cũng phải tự trải. Ta vừa rồi còn muốn không tuyển thêm hạ nhân với nhà hoàn làm vườn nữa đấy. Bây giờ, nàng chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, coi thế có được không? Phi Yến chỉ đơn giản đã nằm trên ngực mạnh thiên sở, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc, vừa cười vừa nói. Thiên sở, cảm giác hạnh phúc hiện tại, thiếp chưa từng trải qua. Chẳng đối với thiếp tốt như vậy, mọi người đối với thiếp cũng rất tốt, thiếp không gì là không đủ. Nhưng nếu đã có thể sinh cho chàng một đứa con trai, thiếp nghĩ cả đời này thiếp không mong gì hơn nữa. Mạnh thiên sở trong lòng căng thẳng, nghe Phi Yến nhắc đến đứa bé. Không hiểu vì sao, Mạnh thiên sở luôn có chút lo lắng. Hắn vội nắm tay Phi Yến, nhẹ nhàng nói. Nhìn xem, nàng tại sao lại đã vội vã sinh con như thế? Thật là, nàng còn trẻ như vậy, sao không chơi thêm mấy năm nữa cũng được. Phi Yến ngồi dậy nhìn Mạnh thiên sở, chiều mến mà nói. Không, là tiếp muốn đợi khi còn trẻ, sinh nhiều cho chàng, lúc già rồi thì sinh sao được. Mạnh Thiên Sở ôm chặt lấy Phi Yến mà nói, "Coi kìa, mới nói sinh cho ta một đứa con trai là được rồi, quay đi quay lại lại đã thành mấy đứa rồi. Nàng cho rằng nàng là heo nái à, một ngày đã biết đẻ rồi." Phi Yến thẹn thùng tựa đầu vào ngực Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở dịu dàng ôm Phi Yến, hai người không nói câu nào đến tận một lúc lâu. Sau bữa điểm tâm, Mạnh Tiên Sở chuẩn bị đưa đao ba cùng đến nha phủ. Mới đi ra ngoài, đã thấy xài mãnh đi theo sau lưng. đào bà nói diễu. Đại nhân nói cho người với điệu nhìn muội muội hưởng trăng mặt mấy ngày. Người vội vã đi như thế để làm gì? Mạnh Tiên Sở thấy tinh thần của đao ba rất thoải mái. Xem ra, khúc mắc trong lòng, xài mãnh đã đừng hóa giải vào đêm tân hôn. Mạnh Tiên Sở từ đáy lòng mừng thầm cho đôi trẻ sai mãnh cười đi đến trước mặt mạnh thiên sở thì lễ sau đó vừa cười vừa nói liễu nhi với tam phu nhân đến trước cửa y quán xem xét rồi ta ở nhà một mình chán quá không có ai nói chuyện cùng mạnh thiên sở nói cũng được chúng ta đi ngay thôi nếu không lại có mấy người cứ trách chúng ta máu lạnh để người ta trong phòng giam một đêm còn không mau đi thôi sai mãnh nói mọi người đã để ai trong phòng giam qua một đêm thế đào bà vừa cười vừa nói một kẻ tự cho mình là dũng cảm người gặp sẽ biết thôi sài mãnh chỉ vào đao ba người còn giấu ta cái gì ngày hôm qua liệu nhìn đã nói cho ta biết rồi đao ba đáp vậy người còn hỏi làm gì mạnh thiên sở nói các người là kiểu thế này chưa thấy thì không sợ thấy rồi lại sợ đấy đao ba và sài mãnh nghe rồi bỗng thấy ngượng ngùng cười trừ lãnh tiểu trân bị tiếng mở cửa đánh thức cảnh giác ngẩng đầu lên tường đà phòng giam của mình nhưng nhìn rồi hóa ra là triệu lý thị ở bên cạnh. Lãnh tiểu trần lấy văn trúc đang ngủ dưới chân của mình. Văn trúc dụi mắt ngái ngủ. Phu nhân, chuyện gì thế? Lãnh tiểu trần thấp giọng nói. Văn trúc, người xem, bọn hắn muốn dẫn triệu lý thị đi đấy. Văn trúc vặn mình đứng dậy, đi nhanh ra cửa phòng giam. Quả nhiên, hai linh canh ngục đã dẫn triệu lý thị ra đến cửa ngục. Bây giờ Văn Trúc mới khiếp đảm mà kêu lên. Thầm thầm, người phải đi đâu thế triệu lý thị vẫn không nói gì lính canh ngục lớn tiếng người hỏi nhiều như vậy làm gì sớm thôi sẽ đến lượt các người đấy văn trúc hoảng loạn nhìn triệu lý thị chỉ thấy cổ mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc lướt qua mặt văn trúc như là bị mà ám triệu lý thị đi rồi văn trúc hồn bay phách lạc đến bên lãnh tiểu trân ngồi xuống lãnh tiểu trân an ủi văn trúc không nên lo lắng ta không giết người bọn hắn không thể làm gì với ta đâu. Văn Trúc lớn tiếng, thế nhưng người của quan phủ sẽ vụ oan giá họa. Lãnh Tiểu Trần tỉnh táo nhìn Văn Trúc. Văn Trúc à Văn Trúc, sao người lại sợ như vậy? Văn Trúc cúi đầu thấp giọng nói, phụ nhân, Văn Trúc lo đáng cho người, ai sẽ tin người không bưu sát tiền khốn đó? Trường quầy cho tri phủ đại nhân mấy chuyện kia, tri phủ đại nhân sẽ nghi ngờ người. Lãnh Tiểu Trần cười cười, không sao, nếu thật là Lý Đức Phúc đại gia cũng không cần ta nữa, muốn đuổi ta đi, thì ngươi không cần ở lại cùng ta. Ta sẽ nói với canh ngục cho ngươi về. Trụ tử vẫn còn chờ ngươi ở nhà. Các ngươi rời khỏi hiệu mày Đức Phúc sẽ lại tìm một ông chủ khác. Lý Đức Phúc này quá thâm hiểm. Văn Trúc đau lòng khóc ẩm lên. Phụ nhân, người không phải còn muốn quay về nhà mẹ đẻ với nhà chồng cũ xem thế nào sao? Lãnh tiểu trần đền cơn cò giật. Hai tay nắm chặt nhìn hết sức đau đớn Văn Trúc vội vàng xoa ngực lãnh tiểu trân thay ạ. À. Phu nhân, thành thật xin lỗi. Văn Trúc không cố ý. Văn Trung không hy vọng phải tách khỏi phu nhân. Phu nhân người đừng giận. Văn Trúc sai rồi. Lãnh tiểu trân chiều mến, vuốt tóc của Văn Trúc. Văn Trúc, phu nhân không trách ngươi. Sao mà trách người được? Chỉ là ta không còn mặt mũi nào quay về nữa. Ta đã làm sai quá rồi, biết không? Văn Trung khở dại nói. Phu nhân không phải vẫn thường nói biết sai mà sửa thì vẫn là người tốt sao? Lãnh tiểu trần cười buồn, nước mắt chảy xuống má, trong lòng cũng trở nên băng lạnh, bút giá. Văn Trúc, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội sửa sai. Có những sai lầm phạm rồi, cả đời không sửa được, người hiểu chứ? Văn Trúc nghi ngờ nhìn lãnh tiểu trần. Thế nhưng nếu phụ nhân bỏ cuộc, thì tên hung thủ kia không phải cứ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Lãnh tiểu trần nói, Văn Trúc, người rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, đọc sách viết chữ đều tốt hơn thiên kiêu. Kỳ tự ngươi có trụ tử biết quan tâm, thì ta rất yên lòng. Thế nhưng, còn thiên kiêu, ầy giả, dạ, ta đã lún quá sâu vào sai lầm rồi. Mà kẻ hung thủ là ai, người này cũng đều hận ta mà không phải hận ngô mẫn. Chẳng qua là hung thủ muốn mượn tao giết người. Tên xúc sinh ngô mẫn này biến thành vật hy sinh. Văn Trúc, ai nói trời xanh không công bằng, ông trời có mắt nhìn cả đấy. Văn Trúc dò hỏi, nhớ ra quan phủ hỏi người giết ngô mẫn thế nào vậy người trả lời thế nào lãnh tiểu trần đúng là không nghĩ đến vấn đề này văn trung vừa nói như vậy ngược lại chính là tự nhắc nhở nàng lãnh tiểu trần nói đúng như vậy người hôm nay phải tìm cách cho ta được ra ngoài phòng giam với ngươi ngươi phải nghĩ được cách đi nghe ngóng ngô mẫn đã chết thế nào văn trung nổi quạo phù nhân ngài thật sự có ý nhận tội thay tên hung thủ kia sao lãnh tiểu trần thở dài một tiếng rồi nói văn trúc à kỳ thực năm đó nếu ta để cho cô gái lẩu xanh kia vào nhà có phải là sẽ không có ngày hôm nay nữa không văn trúc nghe ra ý tại ngồn ngoại phu nhân thật là trưởng quỹ muốn hại phu nhân sao lãnh tiểu trần nói văn trúc à những gì hôm nay nói ra chỉ có ta và ngươi biết không nên nói lung tung ra bên ngoài hiểu không văn trúc đáp phu nhân ta hiểu rồi nhưng mà lãnh tiểu trần lại đáp không có gì nhưng nhị gì cả, người phải nghe lời ta. Văn Trung đành không nói gì nữa. Mạnh thiên sở thấy vương dịch dẫn theo một nữ tử quần áo rách nát đi đến. Nữ tử ấy đầu tóc rối bù che nửa khuôn mặt, nhưng mạnh thiên sở vẫn nhìn được đôi mắt đen sáng quắc trong đống bụi rủ ấy. Mạnh thiên sở vội đứng dậy đến cạnh nữ tử, vương dịch giải thích. Chúng ta đi đưa chăn mền, nhưng... Mạnh thiên sở vội vàng kéo tay nữ tử ra, rồi ngồi trước bếp than sau đó nói với vương dịch, còn không mau đem y phục của cô nương này ra đây. Người sờ sờ xem, tay này đã lạnh bút như băng rồi. Vương dịch theo lời đi ngay, Đào bàn đóng cửa lại, xài mạnh mang cho nữ tử một chén trà nóng. Nữ tử nhận lấy run rẩy đưa lên miệng, chậm rãi uống từng ngụm. Mạnh thiên giờ nói, các người gọi giản định đến đây, mau lên, nói là ở đây cần phải hỗ trợ. Nữ tử nói chuyện giọng run run, khiến người ta nghe không khỏi đau lòng mạnh đại nhân. Không, không cần đâu, tự ta làm được, gọi nhiều người như vậy tới làm gì. Mạnh thiên sở ái náy thật sự ta không nên nghe hiểu nặng, mỗi lần để ngươi chịu tội thế này, mạnh bỗ thật sự đã ái náy không thôi. Nữ tử kia nhẹ nhàng gật đầu, không sao, ta không sao mà. Vương dì gõ cửa, mạng y phục quần nữ tử đến, còn gọi người bưng cho một chậu nước rửa mặt. Nữ tử nói với mạnh thiên sở, mạnh đại nhân, các người đi ra ngoài trước một chút đi. Mạnh thiên sở nói, chúng ta vẫn nên đưa người về rồi nói. Người trước tiên thì tắm rửa, rồi cuốn chăn sưởi ấm một lúc. Nữ tử miễn cưỡng cười. Người gọi người làm cho ta một chén canh gừng là được, rồi cảm phiền ngươi đi ra ngoài, chờ người nói xong, ta thật sự sắp chết cóng rồi. Mạnh thiết sợ đành phải đưa theo sải mãnh và đa ba đi ra. Chỉ trong chốc lát, nữ tử kia đã mở cửa ra. Cổ đã tắm rửa, trải đầu xong xuôi. Trông sang mặt vẫn xanh sao, nhưng tinh thần cao hơn một tí. Nữ tử kia đáp, vào đi Đám người mạnh thiên sở đi vào Vương dịch bưng cành gừng và một chút cháo tới Nữ tử ăn uống rất nhanh chóng Sau đó thở dài một tiếng cười Được rồi Ta biết rõ mạnh đại nhân vội vã muốn biết rõ kết quả Ta cũng không dám đảm chậm trễ Thời gian của mạnh đại nhân Bây giờ mạnh thiên sở vội vàng nói Không thành vấn đề Cùng đường cứ từ từ mà nói Nữ tử kia đáp Được rồi nói việc chính đi Theo ý của đại nhân đêm hôm qua ta tiếp cận lãnh tiểu trân và văn trúc đã nghe được một bài chuyện tả giai âm và liễu nhi từ ngoài về đến tiểu viện của hạ phượng nghi đã thấy hai mẹ con bọn họ ở đó thời gian chưa được một tách trà thì hiểu nặc đã đi vào trên mặt không giấu nổi nét buồn hạ phượng nghi nghỉ ngơi gần 20 ngày khí sắc cũng đã tốt lên rất nhiều nàng ấy luôn ở trong phòng ngủ không ra ngoài đến cả ăn uống cũng đều ở trong phòng tuy không ra ngoài phơi nắng nhưng sắc mặt không có chút nào nhợt nhạt đây hoàn toàn là công lao của tạ giai âm ba người họ trò chuyện rất nhỏ tiếng vì tuyết nhi vừa mới uống sữa xong để đi ngủ bởi không tìm được bà vú phù hợp cho nên hầu hết là hạ phượng nghi tự chăm sóc cho con hạ phượng nghi thấy hiểu nặc đi vào trên mặt nàng lại không vui nên cười kéo hiểu nặc đến ngồi bên cạnh mình tạ giai âm và liễu nhi cũng nhanh đứng dậy mà chào hiểu nàng ngồi xuống giường nhìn tuyết nhi trong đôi nhà đầu mập mạp này có hai cái cằm nha. Mọi người đều bật cười. Tả dây âm và liễu nhi cũng ngồi xuống. Hạ phượng Nghi đáp. Trẻ con lúc nhỏ mập một chút mới dễ nuôi. Người không hiểu được đâu. Hiểu nặc nói. Ta đến tìm dây âm tỉ tỉ. Ta thấy không được thoải mái. Ăn cái gì cũng đều muốn nôn. Chuyện này đã thế nào? Ba người tả dây âm, Hạ Phượng Nghi, Liễu Nhi nhìn nhau, ngầm cười với nhau. hiểu nặc nhìn ra được, mặt cũng đỏ lên. Không phải đâu, nếu để người khác biết sẽ cười chết mất ta với thiên sở còn chưa đầy hai tháng cơ mà. Tả sẽ âm nói, hiểu nặc, người ngồi sang bên cạnh ta để ta bắt mạch cho người mới biết được, đừng vội vàng kết luận. Hiểu nặc cười đến ngồi xuống bên cạnh tả dây âm. Tả dây âm ý bảo hiểu nặc đưa tay ra, rồi chăm chú bắt mạch cho hiểu nặc. Được một lúc thì cười, yên tâm đi, chỉ là cảm lạnh thôi, bị hàn khí xâm nhập. Quay về để điểm nhi cô nương kê cho mỗi một ít thuốc, uống vài ngày là ổn. Hiểu đặc dường như không tin. Sao có thể như thế? Với cái đó, cái biểu hiện đó rõ ràng là giống nhau mà. Không được, ta muốn điệu Nhi xem cho ta. Tả dèm cười. Bây giờ lại đáp lại. Cũng là được rồi. Để điệu Nhi xem cho người, để người yên tâm hơn. Điệu Nhi đứng dậy đi đến bên hiểu nặc. Sau khi bắt mạch cũng nói. Tạm phụ nhân nói đúng, không phải là cái đó. Chỉ là cảm mạo chút thôi. Ta kể cho lục phụ nhân đơn thuốc, uống mấy ngày là khỏi, Hiểu nặc không giấu được thất vọng. Hạ Phương Nghi nói, hiểu nặc. Người còn trẻ như vậy, bây giờ sinh con sẽ rất vất vả, lệ con thực sự rất gầy nữa. Đợi ba năm nữa, nhắc lại chuyện này cũng chưa muộn mà. Hiểu nặc cười cười giấu giếm. Bởi thế nên ta mới không muốn có con sớm như vậy, sinh con thật là đau. Tả dạy âm làng sang chuyện khác. Đúng rồi hiểu nặc, nghe nói đêm qua sư phụ của người đến nhà lao hả? Hiểu nặc gật gật đầu nói, ta với tiền sở nghĩ mất nửa ngày, muốn tìm một gương mặt vừa xa lạ lại vừa thông minh cờ trí nghĩ tới nghĩ tôi cũng chỉ có sư phụ ta Tạ dây âm nói ừ nhưng chẳng qua là ân cô nương chịu khổ rồi nàng ấy luôn giúp đỡ thiền sở mà hiềm đặc cười một cách kỳ lạ vạn tuyết già nói rồi hạn là một năm nếu như sau một năm hai người bọn họ vẫn là một người không muốn lấy thì một người không chịu gả như vậy thì sư phụ ta cả đời cũng không thể lập gia đình ta thấy tiếc cho sư phụ một mỹ nhân mờn mờn như vậy Cả đời không thể đập gia đình. Thật sự thật là đáng tiếc đấy. Hạ Phượng Nghi nói, hiểu nặng của chúng ta thật thông minh, hiểu chuyện nên cố ý tìm cơ hội để cho thiền sở tiếp xúc với ân cô nương. Kỳ thân, ta cũng cho rằng cô nương ấy ngoài việc hơi nóng tính thì người rất tốt đấy. Hiểu nặng nghe vậy thì đáp, lại trách nặng ấy có biết dịu dàng sao? Hạ Phượng Nghi biết hiểu nặng muốn bảo vệ sư phụ mình. Dù sao, nặng ấy cũng không dịu dàng gì nên biết thời biết thế mà gật đầu. Lúc này Phi Yến mới đi vào, vội vã nói, dài âm tỷ tỷ, ta đang tìm tỷ khắp nơi, đám mạnh thiên sở sắp đi thôn vì, bảo làm muốn tỷ chuẩn bị một chút, bọn họ đập tức quay lại ngay. Kiều năng phủi đất đứng dậy rồi nói, thiên sở không phải nói là không đi nữa sao, sao bây giờ lại đi, rồi sai dài âm đi làm cái gì? Phi Yến thở hồng học nói, hiểu nặc, ta cũng không biết, là sai mạnh phải nói như thế, đúng rồi, nếu nhi, sai mạnh đang tìm người đấy, người mau đi đi điệu nhi theo lời vội vàng đi ngay hiểu nặc có chút mất hứng ta cũng muốn đi tả dây âm nói chúng ta mau gói kém ít đồ đạc đi hiểu nặc dừng bước hạ phượng nghi ý bảo tả dây âm đi trước sau đó nói với hiểu nặc ngày hôm qua thiên sở còn nói với ta lần đi thôn vi với hiểu nặc về còn chưa hồi phục tinh thần lần này lại để cho dây âm đi chắc hẳn người rất đau lòng hơn nữa người với dây âm đều đi ai đi giúp phi yến đây hiểu nặc đáp ta cũng không xử lý mấy chuyện vụn vặt trong nhà thế này, thì ta ở nhà làm gì? Hạ Phượng Nghi thấy không thuyết phục được hiểu nặng, nên nói, vậy người cứ chuẩn bị trước, có lẽ thiên sở sẽ đồng ý đưa người đi cùng đấy. Hiểu nặng nghe xong vội vã quay lưng đi ra ngoài dọn đồ. Mạnh thiên sở, Vương dịch, đào bà, Ân tố tố đi xe ngựa về tới mạnh phủ, đã thấy xài mãnh và tả sai âm đã chuẩn bị xong đứng trước cửa. Hiệu năng cũng đứng một bên. Mạnh tiên Sở đi xuống xe và nói Sải mánh, dài âm, các người mau lên xe Hôm nay tuyết trời rồi đấy Chúng ta phải đi đến thôn vi mới được Hiểu nạc đi lên trước Dài cái mỏ ra Mạnh thiên sở cười đi đến cạnh hiểu Nặc mà nói Ta biết là nàng bây giờ muốn đi theo ta Nhưng nàng biết rõ ta không đi dù ngoạn Ta đi làm án mà, biết không Hiểu nạc chỉ vào bóng lưng Tả dài âm trên xe Vậy tại sao Mạnh thiên sở đáp Dài âm hiểu được y thuật Nàng không phải không biết Được rồi, trở về đi chúng ta trong ba ngày sẽ trở lại thôi. Lúc này ân tố tố từ trong xe thò đầu ra. Hiểu nặc đi về nhà, trong nhà bận rộn như vậy. Còn giúp cho tứ phu nhân trông coi việc nhà một hôm. Còn con đi như vậy, con ra thể thống gì nữa? Hiểu nặng thấy ân tố tố quát mình to lắm, cũng không dám nói lại nữa. Chị buồn bá nhìn mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở an ủi nói, về đi, hãy nghe lời ta. Hiểu nặng đi vào cửa, mạnh thiên sở đi đến trước xe rồi nói với sải mãnh Chúng ta còn cần thêm một xe ngựa để đến nhà tù một chuyến. Xài mạnh đáp. Đại nhân, ta đã sắp xếp xong rồi. Đến cửa sau lấy xe là đi được. Nói rồi, mọi người chuẩn bị lên đường ngay. Bản thân của Mạnh Thiền Sở cũng rất là băn khoăn. Tuyết vẫn cứ rơi. Gió không ngừng rót vào ống tay áo của một người đàn ông cao lớn đang đứng tại đoạn cuối của hành lang cấp khúc. Người đàn ông này chẳng qua mấy độ 17-18 tuổi. Hắn giữ thẳng hai tay cào ngang với đôi bả vai. Mỗi tay nhấc một khay sắt nặng độ 20 cân, sắc mặt cũng đỏ rực, như thể trước mắt đặt mười chậu than, thế như là tùng bách. Cửa sành hé mở, phía trước chặn một tảng đá lớn để nó khỏi đóng lại. Cửa sành ấy là bốn tấm cửa màu đỏ, hai tấm ở giữa cũng hé ra. Cửa sổ bằng gỗ chạm trổ vần hoa ấu cạnh hành lang mở rộng và sạch sẽ thoáng đãng vô cùng. Trước hành lang đặt một bộ bàn ghế bằng mây, cách bàn độ ba thước, hoa cỏ đương rộ, vốn là nơi viện xa hoang vắng. Nhưng được hoa cỏ ít nhiều, làm tôn lên vẻ sinh động, mộc mạc. Trên cây cao ngoài vách tường, thi thoảng lại có tiếng chim hót đánh động tới người. Tuy mặt tường loang lổ, nhưng gạch trên tường xếp thành cửa sổ nhỏ và điểm tô bốn phía nên có thể thấy được phong cách giản lệ, phóng khoáng của nó. Có một người đã già đi từ trong phòng ra, trán của lão rất cao, hơn nữa cũng rất bóng, đường nét gương mặt cũng khá cổ quái bởi vì răng của lão đã rụng hết trong ánh mắt chất chứa nét nhàn nhã cơ trí và nhạy bén sau khi ho hai tiếng lão đi tới trước mặt người đàn ông ban nãy tay cầm cây roi mây hạ một cái xuống tay trái của hắn người đàn ông không hề run sợ chỉ là đôi mày khẽ động lão kia vừa lòng gần đầu nói phải như thế cho ta không chăm học không khổ luyện thì sao có thể học được cổng phủ vượt trội Người đàn ông không nói cũng chẳng nhìn lão. Lão đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, tự nói. Cái thời tiết tệ hại này, tôi bao giờ mới quang đáng được đây? Ta cảm giác người mình sắp mốc đến nơi rồi. Khóe miệng của người đàn ông ở phía sau lão giả ấy, làm động tác nhịn cười. Lão không hề ngoảnh lại nhìn, chỉ nói. Người cũng thấy buồn cười ư. ta cho người biết, đôi tay người không nâng được khay rắt 50 cân thì năm nay người đừng hòng về đón Tết với ông của ngươi. người đàn ông liền gưng cười thậm chí còn lộ ra nét buồn trầu. lão già không để ý tới hắn đi ra kho cổng lớn. lúc này một kẻ gánh củi vững chân bước đến vừa thấy lão hắn bèn ngừng chân. khi đang muốn thả củi xuống thì lễ thì lão đã càn lại mà bảo thôi mà mau đi ra thay một bộ quần áo. chồng người của ngươi đẫm mồ hôi thế này bảo người đừng đi gánh củi trong mấy hôm này mà người không chịu nghe. Sư phụ, phụ tập... Người đàn ông chưa dứt lời, lão già đã chỉ vào cửa. Hắn liền hiểu ý, đi tới bên lão nhỏ giọng nói. Sư phụ, có khách quý tới từ phủ họ tập. Quản gia nhà họ gửi đến vài thứ quý. Họ mang theo điểm tâm và thịt khô. Tôi đến sẽ nấu một ít cho cụ nhắm rượu. Lão già có một cái vào đầu hắn. Người đàn ông kêu lên một tiếng. Lão già mắng. Ta còn không hiểu ngươi ư. Hắn là muốn chuốc say ta sau đó bài bạc với mấy sư đệ của mình phải không? người đàn ông vội khoát tay rồi nói không dám không dám ạ à. lần trương cửu sư đệ nói là về sau sẽ không còn dám nữa đâu ạ. À. trong mắt của lão già lộ ra một tia lạnh lẽo nhẹ giọng nói không được nói cho cửu sư đệ người biết bất cứ chuyện gì của phù họ tập rõ chưa? người nhà của nó không muốn nó bị phần tầm khi luyện võ. người đàn ông biết điều gật đầu rồi nói sư phụ đôi nhi hiểu rồi ạ. À lão già kia lại hòa ái nói tiếp. Thôi được rồi, đi vào trong đi. Người đàn ông kia nhấc gánh củi lên, đáp lại một tiếng, rồi đi đướt ngang qua lão già. Chưa đi được mấy bước, Ben dừng lại mà bảo. Sư phụ, người cũng về đi, cẩn thận ướt quần áo đấy. Lão già không hề ngoảnh đầu, chỉ xua tay. Người đàn ông đành bước qua cửa. Lão già trông về hướng đông, xa xa trông thấy khói bếp bay ra từ một trạch viện. Cơ hồ còn láng máng nghe được thanh âm cười nói truyền tới theo gió. Lão thở dài một hơi, xoay mình bước vào cửa. Tập rưỡi cười nhạt ngồi xuống bên cạnh ghế chính của phụ tập. Mạnh thiên sở ngồi trên ghế chủ. Hai người ăn ý tươi cười nhìn nhau, tự như có thể đọc hiểu được tiếng lòng của đôi bên vậy. Đường lúc tập rưỡi muốn mở lời, thì đã nghe thấy một chuỗi âm thanh giống như tiếng chuông bạc ngân rung, lại cũng như tiếng vòng ngọc lăn chạm, vô cùng dễ nghe, ta đã bảo mà, ngài sẽ còn đến nữa, thấy thế nào, ta đoán có đúng không? Tuy mạnh thiên sở còn chưa thấy mặt người, nhưng hắn cũng đã nghe được, đấy là tiếng của ai? Ta sẽ âm vật đào ba đứng đối diện, nhìn thấy hắn mỉm cười, ai đấy đều biết tổng cả rồi. Điều này không khỏi đảm cho mạnh thiên sở nghĩ tới đoạn vừng hì vượng xuất hiện ở trong hồng lầu mộng. Ở hồi đó, ông bạn họ Tào viết một câu rằng, phấn diện hàm xuân uy bất lộ, chu thần vị thải tiếu tiền vấn. Đang mải nghĩ ngợi, một người con gái mặc váy áo màu hầm cười ha ha mà chạy đến. Phía sau còn có bốn nhà hoàn đi theo, thở dốc đuổi theo nàng. Tập dưỡi cười với tả dạy âm. Vũ linh thiền sư làm cho ngài chê cười rồi. Lần trước mảnh đại nhân đã gặp đứa bé không biết phép tắc này của nhà ta rồi. Nó là... Tả dạy âm cũng đã trông thấy Nguyệt Nhi. mỉm cười cắt lời tập dưỡi mà nói. Tập đại nhân không cần khách khí. Cô nương này hẳn là Nguyệt Nhi phải không? Nguyệt Nhi đang muốn nói chuyện với Mạnh Thiên Sở, đột nhiên thấy có một mỹ nhân đang ngồi đối diện với hắn. Nàng ta khoác một tấm áo nhỏ lồng trồn trắng viền vàng dưới mặc váy màu vàng nhạt, không làm mất đi vẻ ôn nhã xinh đẹp, càng thêm kiểu diễm quyến rũ. Nguyệt Nhi cười mà như không cười, bước tới bên tạ gia âm. Tập Duệ sợ cháu gái của mình có chỗ thất lễ. Tạ giai âm này là nhân vật vô cùng phú quý, may mắn bên cạnh vạn thuê gia, nên lão ta tất nhiên không dám đắc tội dù chỉ một chút, đang muốn nhắc nhở Nguyệt Nhi, thì ai ngờ Nguyệt Nhi lại tự mình hành lễ, rất lễ phép nói. Vị này hẳn là một trong sáu vị phu nhân của Mạnh Thiên Sở, Mạnh Đại Nhân. Tập Duệ vội nói, đương nhiên, Nguyệt Nhi, vị này là... Nguyệt Nhi xoay mình nhìn ông nội cười nói, ông con biết rồi. Tập Duệ sầm mặt mà bảo, Nguyệt Nhi không được vô lễ như vậy. Nguyệt Nhi lại đáp, con nào có vô lễ, vị này hẳn là tam phu nhân tả sẽ âm trang. Tập duyên nóng ruột đứng bật dậy, vội bước đến hành lễ tạ lỗi với tạ sai âm. Tạ âm bật cười đáp, tập đại nhân không sao đâu. Lần trước ta đã gặp lục phu nhân, tuy cũng rất xinh đẹp, nhưng thêm một chút sự trầm ồn của tam phu nhân, song lại hơn ở mấy phần mềm mại và kiêu ngạo. Nghe nói do vị phu nhân của mạnh đại nhân, ai nấy đều là đại mỹ nhân của phủ Hàng Châu. Tuy Nguyệt Nhi mới gặp được hai vị thôi, nhưng ta cũng cảm thấy diễm phúc của mạnh đại nhân không mỏng lâu. Tập Duệ hơi xấu hổ, Mạnh Thiên Sở lại nói, Tập Đại Nhân không cần câu nệ, Nguyệt Nhi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, không cần phải để tâm. Nguyệt Nhi lại diễu cợt nói, hình như ta còn lớn hơn lục phù nhân của Mạnh Đại Nhân một chút đấy. Mạnh Thiên Sở cười lớn, nhưng không hề lên tiếng. Hắn nâng tách trà lên giả vờ uống để giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Nguyệt Nhi thoải mái ngồi cạnh tả sai âm rồi nói, lần này Tam Phu Nhân theo Mạnh Đại Nhân tới đây, phải chăng muốn thử xem Nguyệt Nhi có thể đọc lòng người đúng thật hay là không. Cuối cùng thì tập duệ cũng phát cáu. Nguyệt Nhi, con càng lúc càng có biết trường mực. Mau về phòng đi, không có sự đồng ý của ta thì không được ra ngoài. Nguyệt Nhi đang lúc muốn nói thì có mấy hạ nhân cao to khỏe mạnh bước ra từ cửa vào. Nguyệt Nhi chỉ đành đứng lên, chỉ vào mấy người dưới, buồn lợi mà quái. Càng người có bản lĩnh thì bắt ta trước mặt mạnh đại nhân và tam phu nhân đi. Tạ sẽ ầm nói, tập đại nhân, tính tình của cô nương Nguyệt Nhi rất tốt, chẳng hề không ổn chút nào đừng cư xử với cô ấy như thế vậy ta và tiền sở cũng không để tự nhiên được mạnh thiên sở nói tiện đội nói rất phải đấy nguyệt nhi đi tới bên cạnh mạnh thiên sở sấn gần sát tới bên tai của hắn rồi nói có biết vì sao ngài trở về phải chăng hiểu duy có chút thù hoạch nên về ăn tết hả lòng mạnh thiên sở khẽ động nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ nhìn gương mặt xinh đẹp của nguyệt nhi thấp giọng nói Vậy người nên đọc lòng của mỗi người, giúp ta tìm ra người mà ta cần tìm mới phải. Nguyệt Nhi nở nụ cười, sắc mặt kiểu diễm xinh tươi như hoa đào. Vậy ta được lợi gì nào? Mạnh Thiên Sở còn chưa trả lời, Tập Duệ đã nói. Nguyệt Nhi không được vô lễ với mạnh đại nhân như vậy. Nguyệt Nhi nâng mình đứng lên, Mạnh Thiên Sở chỉ đành ngậm miệng không nói nữa. Chỉ thấy Nguyệt Nhi nhìn mình với ánh mắt khác thường, đi tới bên cửa, nói với Tập Duệ. Ông đội, con đã uống thuốc rồi, sẽ nhanh chóng đi ngủ thôi. Được mọi người dùng bữa thì đừng gọi con. Nói xong, nàng bèn rời đi. Tập duệ mong miệng nói, Đại nhân, cái đứa cháu gái này của ta cứ điền điền dở dở như thế, mong ngài đừng có để bụng. Tả dây âm nói, Tập đại nhân, ta thấy cháu ông thông minh lành lợi, lẽ nào cơ thể không khỏe nên phải uống thuốc sao? Tập duệ có phần khó xử, nghĩ một chút rồi đáp, chẳng qua chỉ đã chút chứng bệnh hư huyễn, tìm bất vị danh y đến khám bệnh, tới nay khai cho mấy phương thuốc định khí an thần uống vào mới đỡ một chút. Tả Dèm nói: đã hễ là thuốc thì sẽ có ba phần độc. Nếu không phải là bệnh nặng mà tính tình hơi tùy tiện một chút thì đừng tùy tiện cho cháu gái ngài uống thuốc nữa. Tập Duy vội đáp một tiếng nói: thiền sư nói phải lắm. Tả Dèm nói tiếp: ta cũng kiểm tra sức khỏe của Tập Kiểm rồi. Bây giờ người này cũng mắc chút chứng bệnh hư huyễn nhưng lại khác với Nguyệt Nhi. Tập Duy nghe thấy tên Tập Kiểm mặt lộ vẻ ít nhiều không vui lòng, nhưng cũng không thể tỏ thái độ quá nhiều trước mặt tả dây âm, chỉ đánh nghe một cách đối phó và không nói câu nào. Mạnh thiên sở nhìn ra được thái độ của tập duệ, mong mắn chuyển chủ đề mà nói, thôi thôi, không nói mấy chuyện này nữa, lần này chúng ta tới đây, chủ yếu cũng là sang thăm nhà thợ mộc ở thôn bên, báo tàng cho nhà họ. Tập duệ mới nghe đã hơi kinh ngạc hỏi, thợ mộc đó, báo tăng gì cơ? Mạnh thiên sở nói, chính là cái người tên ngô mẫn mà ta dẫn về đợt trước bà là sửa giường cho nhà ta đi chưa được mấy ngày mà đã chết trong phủ bản quan hay thật sự là không tốt mấy tập duệ đáp đại nhân ngô mẫn đó chết thế nào mạnh thiên sợ lắc đầu nói hiện tại thì vẫn chưa tra rõ ra là nguyên nhân gì nhưng có một vật rất đáng nghi tìm được trong bụng hắn tập đại nhân cũng từng làm trì phủ từng gặp rất nhiều vụ án khác nhau hai ngày giúp ta xem thử tập duệ giả vờ cự tuyệt nhưng lại quan sát rất kỹ vật mà Mạnh Thiên Sở móc ra từ trong đồng ngực. Mạnh Thiên Sở đưa một cái tráp nhỏ cho Tập Duệ. Tập Duệ đón lấy xong, cẩn thận mở ra. Đi từ chỗ có ánh sáng ngoài cửa, quan sát vật được bên trong, sau đó bảo. Mạnh Đại Nhân, vật này là bột phấn kim cương. Ngài chắc chắn là tìm được nó từ trên cơ thể kẻ tên ngủ mẫn kia chứ. Mạnh Thiên Sở vẫn tả say âm nhìn nhằm một cái, đứng lên, đi đến chỗ Tập Duệ, gật gật đầu. Tập Duệ trầm ngâm một lúc lâu, đẩy tráp lại trả cho Mạnh Thiên Sở rồi nói, tên hung thủ này rất thông minh, nếu cho người ta uống vật này lâu dài thì sẽ gây chết người đấy. Mạnh Thiên Sở nói, chỉ bằng đại nhân giảng giải cho ta một chút được không? Tập Duệ cười nói, Mạnh đại nhân chê cười rồi, bên cạnh ngài không phải có vũ linh thiền sư bác cổ thông kim sao, sao lại còn đi hỏi lão chứ? Tả dèm vội vàng nói, Mạnh đại nhân đưa vật này cho ta trước nhất ta cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Sau đó đi hỏi một danh y là trại hoa đà, thì đáp án cũng giống như của tập đại nhân. Tập duệ nhìn mạnh thiên sở với vẻ sâu xa, khác thường lại nói, nếu đã hỏi được rồi, sao mạnh đại nhân còn hỏi ta? Tả dèm giải thích, nhưng người của trại hoa đà nói, này triều đình đã cấm dùng loại bột phấn kim cương này rồi, là động vật tương tự mạn đà la, trên chợ cũng không có, nhưng lại có một người biết được xuất xứ của thứ này thậm chí còn có thể tìm thấy được nó. Tập Duệ cười nói, sao? Theo ý các vị thì đó là ta phải không? Tả âm thấy Tập Duệ bừng bực mà nói, tất nhiên không phải là ngài rồi. Tập Duệ thở vào một hơi, nhưng Tả âm liền nói tiếp, nhưng người này có quan hệ với ngài đấy. Tập Duệ không hiểu mà hỏi lại, là ai? Vô Linh Thiền Sư, chị bằng nói thẳng ra đi. Tả âm đáp, tập viễn là tập viễn đấy. Chỉ một câu này đã khiến cho tập duệ giật thót tập duệ nói tiếp có quan hệ gì với tập viễn cái tên trại hoa đà đó ăn nói bừa bãi ngậm móc phun người hắn làm sao biết được người nhà họ tập chúng ta dùng món đồ đó cơ chứ tả xem đáp tập đại nhân đừng có tức giận ban đầu khi trại hoa đà cho ta biết ta cũng giật mình hoảng sợ như đại nhân vậy nhưng trại hoa đà lại kể một chuyện đại nhân có muốn nghe không tập duệ cảm thấy bản thân đã trúng kế của mạnh thiên sở rồi nhưng này đã thừa nhận bản thân biết được vật này, nói cách khác, cơ hội càng tẩy càng đen, đành phải gật đầu, chuẩn bị nghe câu chuyện của Tạ dài Âm.